Tuyết rơi quá, làm xong rồi giờ phải đi về. Sợ quá không có lái xe. Đường nó đóng đá, người ta té nhiều quá. Bây giờ làm xong rồi đi về mà không biết không biết làm sao đó xe buýt đi về, lần đầu tiên đi. Lần đầu tiên đi bằng xe buýt con đường này đi về nhà. Cái xe số mấy mình cũng không biết nữa nè. Bây giờ đi bộ một chút xíu cho thoải mái cái chân, xong rồi mình sẽ tới cái trạm kế tiếp, mình sẽ hỏi người ta coi đi cái đường nào về. Tuyết rơi thì đẹp thiệt nhưng mà cực khổ hết. Năm nay mấy năm rồi không có tuyết, năm nay là bão tuyết chứ không phải là tuyết. Cái đường xe đạp họ có rải muối, thành ra nó có sạch được chút xíu này nè, có muối á nó tan, còn không hả là nó đóng như vậy mà là nó như cái cục đất đá vậy. Tuyết nó nhiều thì không có té mà nó như đá vậy đó, là mình đi là mình trơn té vậy đó. Thành ra mình đi trên cái đường đi bộ họ có rải muối nè đó, còn không là dày đặc gì hết. Khi tới cái trạm xe buýt tới, mình sẽ hỏi người ta cái xe nào để đi tới nhà. Đi làm xong rồi về nhà đâu có đi đâu nhiều, thành ra đâu có rảnh mấy cái mà đi xe buýt. Thôi sắp tới cái trạm xe buýt rồi, mình sẽ tới hỏi mấy người mà họ đứng đợi xe buýt coi cái xe nào nó có đi ngang chỗ gần nhà mình. Chắc chắn là thế nào cũng phải đi bộ thêm một đoạn nữa, không có khi nào mà nó sẽ đậu đúng cái nhà mình hết. Đứng đợi lâu quá mình tiếp tục đi bộ là có chứ, mà đứng đợi lâu hồi mình không kiên nhẫn mình đi nữa là tiêu. Đi nữa xong là đây tới cái trạm nữa rồi. Mình không có bao giờ đi xe buýt, bởi vậy nó viết cái số xe nào mà để đi tới cái trạm nào nó hay cộng thêm cái quẹo cái đường phố á, mình nhìn không có hiểu. Xong rồi nếu mà đi bậy á là nó chạy tầm bậy là mệt nữa. Rồi tới cái trạm nó nữa nè, bây giờ mình cố gắng đợi chút xíu tôi lên hỏi coi nè, scan coi nó đi cái số xe nào nè. Xong finally I am walking for 8 kilometers to the top of the bus station. I will walk here moments and I see the bus, then I'm going to walk in again. Oh, that looks so funny, eh? Mình đi bộ một hồi 8 km luôn các bạn. Giờ tới cái trạm xe buýt thứ ba rồi. Đứng đây là cái trạm xe buýt thứ ba mà đứng đợi không có nữa. Thì mình tiếp tục đi bộ nữa là sắp tới nhà luôn rồi á. 8 km đi bộ rồi. Lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn quốc tế để đi bộ. Lạnh. Cái xe mà mình đã về gần tới nhà rồi. Bắt được xe buýt đi có một đoạn ngắn đúng rồi. Mình đã đi bộ gần 10 km. Đi đời không có, xong đứng lạnh quá. Cứ đi 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 đi. Đi 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 trong cái đường vậy mà.
Một hồi mà mình đi gần 10 km rồi. Hết hồn luôn các bạn. Tới cây xăng là tới nhà. Giá xăng bên này nè. Tới khúc này là tới nhà rồi. Cuối cùng là đã hoàn thành. Lần đầu tiên đi xe buýt từ chỗ làm về đi hay quá. Đi làm sao mà đi làm sao mà toàn đi bộ không à. Đó, nhìn xe hơi nó đóng vậy nè các bạn, còn thấy chiếc xe đâu mà chạy ra nó trơn lắm. Cái con đường đi bộ có rẫy núi á, mình đi bộ này trong này thì không có sao, cái đường ngoài xe hơi mới là có sao. Đó, sáng ra chiếc xe nó như vậy nè, tàu không cũng đủ mệt rồi. Đây, sắp tới nơi rồi, tới nhà rồi. Có hai cái cây nó tròn như quả bắp, tuyết phủ lên giống như là cái bánh mà có chấm đường vậy, tròn quay. Dễ thương không? Cái cây đó các bạn. Con đường này vào mùa xuân mình sẽ quay lên cho các bạn coi, toàn hoa anh đào thiệt là đẹp. Cuối cùng nó về tới nhà rồi, mừng quá mừng quá. Đói bụng dữ lắm rồi nha. Đi bộ vậy về nhà là bới tô cơm ra là ăn ngon lành luôn á. Xe đạp này là để cho mình tập thuê nè. Ai đi bộ mỏi chân quá thì bỏ cái thẻ vô. Bỏ cái thẻ vô bấm cái code nè. Đó, trả tiền xong là cái mình chạy đi. Đi tới đâu xong rồi mình ngừng lại mình trả, mình phá lại, người ta tính tiền. Rồi. Cuối cùng là mình đã tới nhà rồi.